Để tri ân khách hàng, đồng thời tạo sức lan tỏa rộng lớn trong hoạt động xã hội nói chung, sáng 19 tháng 3, tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, công ty AIA Việt Nam và văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An phối hợp với vụ truyền thông và giáo dục Bộ Y tế tổ chức hội thảo Sống khỏe cùng AIA và giải pháp tài chính ưu việt. Tham gia hội thảo gồm có trên 400 khách hàng, 100 đại lý, cấp quản lý văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An. Hôm nay tôi đến để tham gia chương trình ngày hội của AIA. Tôi được các bác sĩ tư vấn cho về cái sức khỏe. Thì tôi thấy chương trình rất là bổ ích. Ngoài ra thì có những cái gói sản phẩm hữu ích để cho chúng ta những cuộc sống tiết kiệm hôm nay. Và đảm bảo cho chúng ta một cái sức khỏe và cái nguồn tài chính giải pháp trong tương lai. Trong chuỗi hoạt động chia sẻ và đồng hành của mình, AIA Việt Nam và văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An đã dành hàng tỷ đồng cho các chương trình hoạt động xã hội như tặng xe đạp, tặng quà cho học sinh vùng ngập lũ, vùng nghèo khó không có khả năng vươn lên trong cuộc sống. Trong chương trình hội thảo lần này, Bảo hiểm AIA Việt Nam và văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An dành tặng 30 suất quà cho 30 đối tượng học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và một phần quà kèm theo. Hôm nay em được công ty AIA mời đến để nhận phần quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Với em đây là một phần quà rất là ý nghĩa. Em cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được công ty AIA tài trợ. Em xin chân thành cảm ơn đến công ty AIA rất nhiều. Cùng với việc khám sức khỏe và tài chính miễn phí, tổ chức trao quà cho học sinh nghèo, hội thảo còn có bài chia sẻ làm thế nào để có một cuộc sống khỏe mạnh của bác sĩ Mai Xuân Phương, vụ phó vụ truyền thông và giáo dục Bộ Y tế. Giải pháp bảo vệ tài chính ưu việt AIA Việt Nam của bà Đặng Thùy Dung, thuyết trình viên AIA Nghệ An. Đặc biệt, hội thảo đã giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm An Phúc Trọn Đời. Đây là sản phẩm bảo hiểm tốt nhất và ưu việt nhất của AIA Việt Nam. Những cái dòng sản phẩm truyền thống gần như là khi khách hàng tham gia đóng bảo hiểm thì từ năm thứ nhất đến năm thứ 10 hay là 20, khách hàng đều cần phải đóng phí đầy đủ đủ hàng. Tuy nhiên với An Phúc Trọn Đời ưu việt thì nó sẽ có những cái thời điểm linh hoạt, giống như một tài khoản ngân hàng, khách hàng có thể chia phí để đóng, có thể tạm dừng, có thể tạm ngừng, vân vân. Và đó là những cái ưu điểm rất là nổi trội dẫn đến cái việc là cả cái khách hàng ở tại thị trường Việt Nam họ cực kỳ yêu thích cái sản phẩm An Phúc ưu việt của AIA. Việc lựa chọn và đồng hành có hiệu quả giữa các hoạt động xã hội gắn với kinh doanh đã giúp cho AIA Việt Nam và AIA Nghệ An đến với khách hàng, không chỉ vì lợi ích của doanh nghiệp mà còn bằng cả trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.